Vâng, không biết nói thế nào bây giờ các bạn. Và liên tục là những cái bộ dàn mà với sự xuất hiện của những cặp loa phân khúc bát 40. Và trong hành trình buổi chiều nay thì anh em GK Audio chúng em đi lên Sóc Sơn để set up một bộ dàn VK720 để lên bảng X22 và mic không dây VK321 ghép với một loa siêu trầm S1200. Và anh em đã chuẩn bị hết đồ ra xe rồi. Và mời các bác lại lên đường đồng hành cùng anh em GK chúng em trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay. Địa chỉ tin cậy quen thuộc GK Audio 133/5 Long Biên, Hà Nội. Các bác quan tâm đến những cái bộ dàn âm thanh của các bác hãy liên hệ trực tiếp hoặc là đến trực tiếp tại 133 Trường Lâm. Chúng em là cơ sở uy tín bán hàng lâu năm và cam kết với các bác và anh em là không hề có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Mời các bác. Rất nhiều cây cảnh rất đẹp các bác ạ. Đây những cái mẫu cây si này, tùng La Hán này. Các bác đừng có lầm tưởng là em đang đi mua cây ạ. Và đây là cái quang cảnh khu vườn của nhà chú Thức ở Sóc Sơn, Hà Nội. Và chú có một cái vườn lan rất là to. Đây là khung cảnh bên ngoài và chúng em vừa hạ đồ xuống xong. Nhà chú ở trong ngõ nên là xe chúng em phải để nhờ ở ngoài quốc lộ 3. Và các bác có thể thấy sơ qua cái bộ dàn của chú Thức hôm nay gồm có một cặp loa 720/340, loa siêu trầm S1200, một con đẩy X22 và một bộ mic không dây VK321. Phòng này được bao nhiêu mét ở chú Thức? Nếu mà những cái căn phòng khách tầm 25m2 như nhà chú Thức đây thì một dàn này nghe nhạc giải trí hát karaoke thì rất thoải mái rồi. Các bác chờ để chúng em trang trí xong cho ngôi nhà của chú và sẽ lên nhạc cho các bác cùng lắng nghe. Vâng, kỹ thuật của GK Audio chúng em đã trang trí xong cho ngôi nhà của chú Thức ở Sóc Sơn với một bộ dàn VK720. Loa VK720 là dòng loa tùng sở hữu một bát 40, một loa trung, hai loa chất giấy, hai loa chất đầu đạn. Và trung tâm điều khiển của bộ dàn hôm nay là một đẩy 22 Pro DC màu vàng gold và một bộ mic thu dây VK321 màu vàng gold và một loa siêu trầm S1200 bát 30. Tổng 4 thiết bị và với những cái diện tích tầm độ 50m2 đổ lại, các bác hãy tham khảo bộ dàn hôm nay chúng em setup. Và kỹ thuật mic đệ đang trong quá trình căn chỉnh tín hiệu làm sao cho nó phù hợp nhất với không gian của nhà chú Thức hôm nay. Rồi các bác và anh em cùng lắng nghe chất nhạc của bộ dàn sau khi chúng em đã đấu nối thiết bị xong. Trong cái phân khúc tầm trung và rất ấn tượng và lý tưởng với những cái họa tiết màu cánh gián như thế này, các bác rất dễ để phối đồ trong những cái không gian mà nhất là nội thất màu gỗ